Anh Khang, cảm ơn anh. Đừng có vậy mà nói chuyện gì đâu không à. Không nhờ anh á, tôi đã chết từ đời nào rồi. Gọi mấy ông anh ở Macau, vì chuyến hàng đêm nay của tên tàu. Mở tiệc lớn tại nhà hàng 5 sao, để tiếp đón mấy thằng em đồng lào. Không cần biết bị buôn bán ra sao, anh em tao bao thị trường Macau. Nếu ăn chia mày lấy một tàu ba, còn cả giá thì thôi mà xa nhau. Anh em tàu đến từ đồng lào, mà ở Macau cuộc sống bao hồng. Mấy thằng lớn nói chơi không vào, mày súng chung tay vung vai mày cao nồng. Ở đây đây không có sự công bằng, cuộc đời tao bao năm nó phong trần. Luôn sẵn sàng ở chế độ săn đồng, và bật lại đổi lấy sự công bằng. Ngồi bàn lớn nói chuyện với quan to, cụ ngang ly thì mày hơi to gan. Cần VIP thì để tôi sang cho, đồ lợi nhất thì có thì so ngang. Không có sự để chọn cho mày đâu, tao không rảnh để tiếp con này đâu. Cũng không muốn phải đè đầu một ai, cứ 73 thì chúng mới về lâu. Chạy con xe một vòng hoa cao, kể mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ, và xuất hiện cái chỗ đâu có nợ. Là thằng nhóc sẵn sàng khát máu, buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo. Ôm hàng cắm lăng biển dứt biên, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Những anh xăm màu mắt ở trên da, đồng đạp mây quấn hết cả ba bên. Chúng ăn tình làm sao mà tao quên, đất ma cao và nhớ hết tên tao. Tao ra xe trước mặt ông Cang để ông thấy các con chốt sang sông. Bao lần cay đắng nhưng vẫn không than, vì miếng cơm lao lý nó vẫn không màng. Chiến trường nào khốc liệt, môi trường nào khắc nghiệt. Trả giá cho bao lần thua biến tao trở thành một tượng đài bất diệt. Cuộc sống hàng ngày với kẻ độc tài, không bao giờ cho thằng nào bắt bài. Nhưng lại yêu thích bi hài, gặp lấy xe tôi cho mày tát bài. Anh em tao ma cao, yeah. Dân chơi không ba hoa, còn nguyên khu trong đêm lâu mày gặp biến kêu tên xa kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược tiên. Anh em tao mặc cao, yeah. Dân chơi không ba hoa, còn nguyên khu trong đêm lâu mày gặp biến kêu tên xa kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh rồi có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược tiên. Từ nhỏ hiểu gõ đời chanh chua, bao lần nhanh thua phải đương đầu. Liền đến cái lúc thành danh ma, thằng mộng đánh ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu. Và chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những mưu cầu gốc dân đen. Cai quản ganh giới đất phân lên, thằng nào lên phán chén cơm người khác thì chuyện nát thống rất thân quen. Quan trọng nghĩa khí tiếng anh em, mà cao đèn sáng suốt quanh đêm. Lỗ tai sổ kém tăng hình gây cốc tắt lưng toán súng đứng canh xem. Em gái mặc em cho mày chán, nếu như mày chán ghen ghen thích chơi sang nó đưa mồi bán ba em. Nếu không thì sống thua thì sắp bất sang bang. Đó là chưa kể về chuyện ăn gian, phải lấy bàn tay đổi mấy căn vàng. Rõ ràng khi mày ăn quen tất cả casino này chẳng an toàn. Nơi đây không nghe triết lý, muốn luồn lách thì phải biết ý. Nói thẳng ra tiền là thiết yếu, lo lót an nguy trên từng bước đi. Quay đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, chi, chi, chi nguyên bao tiền ga. Giờ không ai phiền ta, chắc trời mà cao là đây. Anh em tao mà cao, yeah. Dân chơi không ba hoa, còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến kêu tên xa kha. Nâng lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu điều đỉnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Anh em tao mà cao, yeah. Dân chơi không ba hoa, còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến kêu tên xa kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu điều đỉnh cực thêm. Có thằng anh của tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Tụi mày chỉ biết hút, không chịu đi khám phá. Vậy mà cầm sách bút mày đi, rồi tao mà đánh giá. Tao đưa mày về châu thổ xem thuyền mà đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích, vui lòng mày tránh ra. Mời mày bước lên đất miền Tây, tao cho mày nghe tiếng đàn cò. Dưới một phố sông nước và mày sẽ thấy các đàn cò. Mày đi thì đừng có lo những ngoại tao biết công minh người ta chất phát hoa đông thích ngoại giao biết mày qua đông xin cho nổi alo cho bạn tao biết anh đưa mày đi.
tia tao nói mày uống đi, mày cầm ly rượu mày uống đi, thầy chơi xa láng ở sáng giờ sớm cho người ta kết mày uống đi, rượu xương thành mày uống đi, từ bên chị Vinh đã uống đi, anh em ta xịn anh em ta tới nay luôn mày uống đi. Và tao từng sống ở Sài Gòn như ở đời, yeah, tụi tao đang bóng nên tao xin là ở chợ mà thôi mà thôi đi về quê tao nếu mày muốn thấy điều đáng sợ. Và tao có thằng bạn đang đứng ở Đức Châu Đốc là gangster, nó cứ nhắc với tao biên giới có cái khu là casino, thằng anh đang cầm bên dưới người đi vào đi ra đi vô, nhưng tao nắm hết tỷ số thích nhanh như già latino. Khi đêm xuống phố lên đèn nó nói là đẹp như Tokyo, nghe radio phát sóng đầu làng đang tiên dương anh tư điều tu chi cút thằng đầu đàn khi nó có tiền anh tư xì. Ê mà tụi tao tuyên bố là dân miền Tây chơi đúng nghĩa, đâu có cây súng muốn trẻ mà kêu tao cai thì còn khuya. Còn nhớ câu chuyện giết người mà không cần dùng súng hay dao, nhang đèn tiếng lóng kèm theo bùi chú là thầy tao. Ông giao tao đi thăm não mấy thằng công biết sống sao, đứng dậy đi và lên lòng não để ngày nào đó được giống tao. Anh em mình đây đời chụp hình không khí ánh nắng như cực hình, gió lại đang treo trên lưng mình, những lúc phải tính bộ não của tao kết cấu y như được lập trình. Mày thằng chó tụi mày thì không biết đồng bằng cửu long là gì, mày không biết chẳng nổi quê tao là gì, mày không biết những con người luôn sống thì không biết tất cả nỗ lực để kiếm miếng ăn. Mua rồi bán nhà thằng em tao ở sâu trong miệt vườn, đèn đường không có thì cuộc đời nó vẫn chưa được sáng. trang sức tao ném ở đầu nằm, tụi tao chơi hip hop cho tao bully, mấy xe cuba tao chất như thằng học chiếc cái hồng mông trong em ngủ trên lầu hai, không trong mông chỉ muốn nghĩ ra nhạc hay. Anh em thân của mày lão đều cùng vai, đâu phải đính càng một chai mấy ông lái gạt lay on yeah. Tao phải thiết kế nhạc tinh hoa, bản sắc của mẹ và kinh hoa, lướt trên con biết như là ninja, đây là kinh nghiệm sách vở mình phải in ra dùng. Có cái nhạc yêu nên tao cũng ngại thu, biết là thuốc bổ cho tao là đại phu. Sản phẩm như này nhưng mà chúng ngại chi, chứ cái chí lại ngu mình đi chú lại đi. Tao đây có tài can, Việt Nam tới Cam, anh em tụi tao cùng đi hàng quán. Yeah, hàng làm ăn kinh doanh bày bán, thời gian sánh vai, anh em bên tao đời không màng. Tiền vai đồng vàng, chơi đồ sang, làm sao cho sang, chỉ chơi ngàn tàn. Tiền vai đồng vàng, không thời gian, càng thêm như an, sống không thơ thang. Đây chính là con lai con nâu ăn tặng tận nhàn bằng cái thò đó bằng những chiếc tấm bì kinh mày hòa đến râu bàn tròn tròn đòi sao cái điệp đến đòi điệp ở đất bò. Giờ trong chiếc nạc con này mày thầm lớn thì cả lén sọt rai đèn bọc đèn rai bị túi đập anh ruột nào có bay này mó tròn cây tròn xua thắc nhóm thơ quầy dù quay chón à lâu mê phép xong đầy xa là phát xa hát mây dân huyết chùm rau cái giá sâu đôi của mày lát bao năm qua bỏ công cán đâu dám nghỉ ngơi đi chân đất nhưng mà nhà bốn tấm rượu hết trong công chứ đâu có giận chơi.
muốn sao là ghen thì cứ để coi thằng nào cũng được dựng cho đến khi tàn cờ được hỏi về thành quả đạt được ở bao nhiêu quan trọng chỉ chăm tắt và cái đầu cái câu tiêu và không nhìn tâm của tao sáng sống sao cho đẹp là cái thứ mà tao yêu. Mày phải nghe gì tiền anh có mày thèm nhỏ dãi. Anh từ bỏ luôn công việc thành thị về quê công tác nhưng anh không có bỏ ai. Dạ, trồng cây xanh nông nghiệp, việc anh nhiều có khi không kịp. Nhưng món mặt đều là đồng nghiệp xuất hiện như hội hồng hứng trong tiệc. Phong cách anh cũng khá đơn giản, khi đi ra đường anh ngồi trong xe, tay anh cầm hai viên ngọc bích, công việc bé bé thì anh không khe. Anh có thờ là quan nhị ca và anh luôn chăm lo cho chị cả. Muốn vàng xứng anh trồng bình hoa để cụ đầy kho bên trong bình đá. Trên màn ông thiên anh đốt đèn dầu, phải sống đúng đạo là thằng cầm đầu. Làm ông chủ của cái phố đèn màu, cuối đời từ nhỏ anh phải cố làm giàu. Anh thích nghe nhạc khi anh cũng bị gõ, công việc của anh là cái đứng chỉ chó. Có mấy thằng quậy ở cái đó chuyện nhỏ, nó đâu kéo nó ra đằng sau có cái sân liền võ. Công việc của anh là đi đá gà chọi, chơi từ miền Tây cho đến ra Hà Nội. Anh không gì ngoài tài sản cả khối, mà cái danh là Đại Tây Nam cũng do người ta gọi. Yeah, dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam. Mà sông Cửu Long anh là ông chùm ở trong cổ đông, mà thắp nén nhang lên bàn tổ tông, lên tay tiếng nhạc bằng đàn gỗ thông. Cái ngũ long môn nó sâu ở trong, có mấy nữ nhi đang nằm vỗ mông. Ta ký tờ giấy công việc khởi công là mày có quyền nói chuyện với ông. Và có người ganh thì cũng phải có người thích, lỗ tai lùng bùng ở dưới cái chén trà trên bàn đã mặt được ngồi với hoàng huynh. Nghe pháo nó đùng đùng và đây chứ mấy thằng đại lô việc ta khai dương có lân sư rồng đánh chống nó tùng tùng, mà cũng công nhận là đã không hổ danh lão Đại Tây Nam. Nói gì thì cũng đúng. Ngào nhân dùng và ngồi hàng nguyên, tiệc lớn chiêu đãi có đủ huynh để lại càng duyên. Rượu cay mồi ngon được lựa chung với bạn hiền, nghe đàn tranh và mỹ nữ thì không thể nào ngồi vàng yên. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam, từ Đại Tây Nam. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sóng từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Khi bao lần hư hao, đôi chân tao bước không có ai được như tao. Tương lai mày ra sao, con thuyền này ra sao? Sống cho đến chết phải đứng nghe lời ba tao. Dù cuộc đời còn nhiều bề lóng sâu đắng cay không ngừng, chẳng biết gì dừng bước nước mắt sẽ không từng. Việc mày làm mày biết tiếc nó chỉ ai khuyên dừng. Đường này giờ mày về một cõi đánh mất đi ai trong chừng. Cầm đầu lên môi vẫn còn mong được trên khom cẳng. Làn da và đầu tóc hay đã thơm nắng, nếu không bằng trên đời tao không được may mắn. Quần áo để qua giờ mà được ngay ngắn. Mỗi đời với cái tên là phúc liều, sống chính nghĩa và bên dưới cháu kêu. Ổ bánh mì tôi cho chia vào lúc chiều, vì thương em nên những đứa em khúc gieo. Đến trong căn nhà lá ngồi nhìn mưa dột, muốn được ăn miếng cơm mà cô chưa đốt. Để có được tiếng thơm không biết chưa thốn, cánh nóng mắc lại những cái đầu tao vẫn chưa dốt. Tương lai mờ nhạt ngày mà tao cờ bạc, sống như viên và còn đang chờ xác. Bắt chơi rap viết về câu lời đạt, thoát khỏi khó khăn cùng đời tao nhờ nhát. Bạc tiền lối danh lắm phú vàng, hàng ngồi trách thân sâu quanh bè vàng. Lạc vào hư vô có mấy ai, tay ta vút cao hoa kiếp ngang trời. Đôi chân ta đã bao năm sau cánh xa nhà, muốn đất mắt bước chân đi để mai sau ngàn cao. Muốn cho nào có, không quen mình giàu có, không muốn với nào mở. Rồi
em gái cho nên tao cần tiền vì nó tao cần xiên tánh ác tao cần xem sao bao năm vừa khó nghe là anh tao chỉ dạy có lắm lúc thằng nhỏ bán sao bị lại bộ nhận ra từ trước cho mình nghĩ vậy nếu mà không có ổng thì bây giờ tao chỉ hoài rồi nhớ ngày nào xin nắng bị xô ra giờ áo vét để hoàng ngồi số qua xưa không tiền bây giờ xài đô la cảm ơn cố nhanh tao cố gắng không đổ nhà tiền lợi danh lắm phú vàng hàng ngồi trách thân sâu quanh bè vàng lạc vào hư vô có mấy ai tay ta vút cao hoa kiếp ngang trời đôi chân ta đã bao năm sau cánh xa nhà nút đất mắt bước chân đi để mai sau ngàn cao đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng gươm đau tôi dắt trên dây đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà đừng vì lời danh mà mày thù hằn mấy đứa anh em thì đau tôi dắt trên dây sẽ có ghi tên mày đâu nghĩa khí một thời vàng không thấy đời sang bắt quan làm họ mà ta chọn nên chiến với đời gian hiểm nguy ta mang nơi trước ngõ khi cái tù la liếm vẫn đợi canh hiên ngang ta bước như có thể lúc nhỏ quyết tâm lòng sạch hết căn bả lời danh sống đời sâu ngã thì ai nâng lúc cần anh em đều có sẵn trời cho tồn tại đi lại bằng hai chân thì cũng nên hành xử kiểu bốn cẳng anh em đồng chiến gặp người ta cùng tiến nhìn đi bao hồn phiến khiến cái đời u mê lắm lúc khó khăn mà đằng chung cùng nguyễn là cái ta cùng liến mà khi người đáng chế giang hồ dậy sống là quyền gây những đứa con chắc phát từ miền tây mình hèn chiến hùng gươm đau tôi dắt chân dài đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ
không. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mang đến em, thì đâu tôi dắt trên giày sẽ có ghi tên mày trong đó. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn chí anh hùng, gương đau tôi dắt trên giày đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mang đến em, thì đâu tôi dắt trên giày sẽ có ghi tên mày trong. Bồng cưng sống với đấm đá thần tượng băng hồng hưng, gia đình tan gã mẹ không được người chồng ưng, vì tương lai và tất cả tao phải làm đến còng lưng. Không như người khác, không được lười nhác, thân
tao dai lì nên bay tâm phải cười ác. Một mình cười nhạt như là biết có người sạc. Tôi không tới được 10 bạc cả đến mặt cho người nạt. Niềm vui hạnh phúc không qua đây như là bức tranh người vẽ không hoa tay. Muốn được đoàn viên ngày Tết ngắm hoa mai nhưng không được trọn vẹn vì không có cha dạy. Thường thằng anh em cực khổ chung hoàn cảnh, nương tựa kiếm cơm bị thằng chúng đạn đánh. Hai thằng đối khác mắt nhìn gian hàng bánh, không chịu được đói khổ quy chí theo đàn anh. Đừng đời gian nan ta quyết không làm, giữ niềm tin luôn vững vàng. Dù ngày mai khó khăn thế nào sẽ vượt qua mà bên nhau. Anh em ta chơi không phải vì đồng tiền, cùng đi qua bao nơi đâu sợ đời buồn phiền. Tình anh em ta lớn chẳng thể nào lôi tan, trọn đời ta không oán than. Niềm cay vì đắng là đã lớn cùng tao, mình sinh tồn đôi khi phải dùng dao. Luôn kính trọng người cứ khổ cùng nhau, dù chỉ có ra sao khi thế vẫn hùng hào. Số phận khi ta ăn nấm ta ăn tôm, đời đéo con bằng ta ăn nấm ta ăn cơm. Mày được luôn chiều còn tao đéo được chăm nom. Sinh ra trong nội tàn như những phản bị quăng bom. Rồi ngày lại qua vì tiếng cười nó xéo xỏ, chuyện là tai họa nó chẳng lòng cực khéo mỏ. Cũng chính vì mày tao bị chia súng mà kéo cò, nhưng cho dù mày có ra sao thì tao ở đây cũng đéo bỏ. Bạn ta bao ngày thăm ta hao gầy, cố vươn lên bước tiếp cho sau này. Xót thương tay vẫn sẹo khi tao gầy, chỉ mong một ngày quên đi cơn đau này. Cùng đời ta lên đến nhưng vẫn vui tươi, sẽ cùng nhau đi qua kiếp người. Dù gian lao hiểm nguy không sợ, ngẩng đầu cao mà đi tới. Những lúc khốn khó ai là người mình cần, chỉ có anh em ta sẵn sàng dù chuyện gì. Tình anh em ta lớn chẳng thể nào lôi tan, trọn đời ta không oán than. Cùng đời ta lên đến nhưng vẫn vui cười, sẽ cùng nhau đi qua kiếp người. Dù gian lao hiểm nguy không sợ, ngẩng đầu cao mà đi tới.
chung thủy cho người nào ngờ mình nhận lại đắng tay người mang nhà thương cũng vẫn hay rồi cứ hết tháng năm vì nhau em chắc cũng không buồn đâu vì giờ người còn bao nhiêu tương tư bên ai đó rằng lòng nhiều lần đã cố quên mà sao cố thương cô chấm như vậy lòng thầm lặng chịu đựng vết thương hàng sâu từng đêm đôi mắt u sầu nước mắt hay rơi vì ai cho anh em có thể ngồi bàn to như bạn chúng tao
ngang và tao quyết không tham, chỉ có mấy đồng vàng đi từng Á Đông Âu. Khi mình quá thân nhau quên để mình chết duyên xong cùng nhau mới đồng địa bàn, nhưng mà lòng tao lại càng tiêu gian sơn hiểm trở nên tao phục hàng yêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em tao kết nghĩa đều là đại trường phu.